Trong những ngày đầu năm mới 2023, trên bờ biển dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang luôn nhộn nhịp cảnh bạn hàng, tiểu thương tranh nhau thu mua một loài hải sản rất hiếm thấy, đó là ốc nhảy, được ngư dân lặn bắt từ vùng biển Trường Sa. Trên đoạn kè biển thuộc phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, các ghe thuyền đánh bắt biển khơi của ngư dân Khánh Hòa trở về từ vùng biển Trường Sa đã cập bờ với đầy ắp ốc nhảy. Ốc nhảy còn có tên gọi khác là ốc khiêu vũ nhờ vào đặc điểm di chuyển khá đặc biệt của chúng. Thường bật nảy lên để nhảy từ vị trí này sang vị trí khác rất nhanh, giống như khiêu vũ. Do thịt thơm ngon và có độ giòn dai nhất định nên ốc nhảy rất được thị trường ưa chuộng, nhất là các nhà hàng hải sản. Giá bán cho bạn hàng, các xe đông lạnh chờ sẵn để thu mua ngay tại bờ từ 150.000 đến 200.000 đồng một ký, tùy theo kích cỡ lớn nhỏ, mang đến cho ngư dân một nguồn thu nhập đáng kể trong những ngày đầu năm mới. Ngư dân cho biết ốc nhảy có quanh năm, nhiều nhất là tại các đảo cạn vùng biển Trường Sa.